Những ngày cuối năm, các ngân hàng cảnh báo gia tăng hiện tượng tội phạm lợi dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi, call forwarding, để đánh cắp thông tin mã OTP các dịch vụ của khách hàng. Theo đó, kẻ gian thường giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để gọi cho khách hàng hướng dẫn sử dụng dịch vụ hay giải quyết sự cố bất kỳ và yêu cầu khách hàng có các thao tác xác nhận trên máy điện thoại. Sau khi khách hàng đồng ý thực hiện theo hướng dẫn, khách hàng được yêu cầu thao tác mã lệnh trên bàn phím là *21, sao, số điện thoại kẻ lừa đảo, thăng, ok, lệnh theo sao thức USSD. Thực chất đây là tính năng chuyển hướng cuộc gọi, cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác. Khi thực hiện lệnh chuyển cuộc gọi thành công theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, thuê bao khách hàng vẫn có sóng, nhận được tin nhắn SMS hay vào mạng bình thường. Nhưng tất cả các cuộc gọi đến từ thời điểm đó đã được chuyển hướng nhận cuộc gọi đến số điện thoại kẻ lừa đảo. Sau khi lừa đảo chiếm quyền nhận cuộc gọi, kẻ gian đã đăng nhập ứng dụng ví điện tử, tài khoản mạng xã hội của nạn nhân và khai báo quên mật khẩu đăng nhập, chọn tính năng nhận cuộc gọi thông báo mã OTP. Từ đó, chúng dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, kiểm soát chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lừa cài đặt các ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước, trong đó có chứa các mã độc nhằm theo dõi, đánh cắp thông tin giao dịch, trộm tiền trong tài khoản ngân hàng. Nhiều ngân hàng đã lên tiếng cảnh báo khách hàng về tình trạng này. Theo ngân hàng số ACB, thủ đoạn lừa cài đặt ứng dụng giả mạo của cơ quan nhà nước như thuế, bảo hiểm xã hội, điện lực, có chứa mã độc để theo dõi và đánh cắp thông tin giao dịch đã có chiều hướng gia tăng. Thủ đoạn chung là dẫn dụ người dùng nhấn vào đường link và tải ứng dụng giả mạo có chứa mã độc. Trong quá trình cài đặt, ứng dụng sẽ xin quyền trở năng Accessibility và nếu người dùng bấm Accept cấp quyền, ứng dụng giả mạo sẽ tiến hành theo dõi để thu thập thông tin thao tác trên điện thoại. Thu thập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực giao dịch ngân hàng được gửi đến trên điện thoại OTP, Smart OTP. Khi có đủ thông tin, kẻ gian sẽ đợi khi tài khoản có nhiều tiền, những thời điểm khách hàng ít sử dụng điện thoại như đêm khuya để chiếm quyền điều khiển thiết bị và truy cập các ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền, chiếm đoạt tiền trên tài khoản ngân hàng của người dùng. Quyền trợ năng Accessibility trong hệ điều hành Android được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ các khách hàng yếu thế như người lớn tuổi, khuyết tật, người bị giới hạn chức năng như mắt mờ, tai nghe không rõ, giúp họ sử dụng điện thoại thuận tiện hơn. Thời gian qua, các ngân hàng đã truyền thông cảnh báo trực tiếp và gián tiếp đến khách hàng qua các kênh như website, email, fanpage, Zalo OA, Bus App, Pop App, SMS, v.v. Các ngân hàng cũng xây dựng nhiều phòng tuyến như áp dụng những kỹ thuật mới để phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ của tài khoản bị chiếm đoạt do lộ, lọt thông tin để ngăn chặn. Với những diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo trực tuyến, các ngân hàng đã liên tục cảnh báo khách hàng qua website, email, fanpage, Zalo OA, tin nhắn SMS. Trong đó, để đảm bảo an toàn thông tin trên điện thoại cũng như bảo mật tài khoản ngân hàng, ngân hàng khuyến cáo các người dùng tắt quyền trợ năng các ứng dụng nhằm hạn chế tối đa các đối tượng lừa đảo chiếm quyền truy cập điện thoại. Lưu ý các ứng dụng cần được cài đặt trực tiếp từ các chợ ứng dụng của hệ điều hành như CH Play đối với hệ điều hành Android và Apple Store đối với hệ điều hành iOS. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file APK. Đồng thời, các phương thức bảo mật sinh trắc học như vân tay, Face ID cũng là một lớp rào chắn giúp bảo vệ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán an toàn. Song song với việc khuyến cáo, các ngân hàng cũng xây dựng nhiều lớp phòng tuyến để phòng lừa đảo trực tuyến, bảo vệ quyền lợi khách hàng. Ngoài hình thức lừa cài đặt ứng dụng có chứa mã độc, hình thức mạo nhân viên ngân hàng hỗ trợ xử lý sự cố giao dịch, nâng hạn mức thẻ tín dụng vẫn còn khá phổ biến hiện nay. Các ngân hàng mới đây tiếp tục khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là nhân viên ngân hàng chào mời sử dụng hoặc hỗ trợ nâng hạn mức thẻ, rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, khóa thẻ, đóng thẻ, hoàn phí thường niên, v.v. Đặc biệt, không thực hiện mã lệnh *21, số điện thoại thăng. Cảnh giác với các số điện thoại lạ gọi đến điện thoại của bạn. Không thực hiện mã lệnh *21, số điện thoại thăng khi nhận được yêu cầu từ số lạ. Khách hàng cũng tuyệt đối không cung cấp thông tin số thẻ, số CVV, ba số bảo mật ở mặt sau thẻ tín dụng, mã xác thực OTP, Smart OTP hoặc bất kỳ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, kể cả là người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Bị kẻ gian trộm tài sản, chủ cửa hàng hoa tới báo công an và mật phục bắt quả tang thủ phạm thì mới phát hiện đã 10 lần bị trộm khi ngủ say mà không biết.
Một ngày trước, chị Nguyễn Thị Tươi, chủ cơ sở kinh doanh hoa tươi, đến công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu trình báo việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 7 triệu đồng. Đây là tiền bán hàng trong ngày chị Tươi cất vào hộp tại quầy hàng. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Tân Uyên đã xác minh ban đầu, lên kế hoạch phối hợp với gia đình mật phục. Kết quả bắt quả tang Vũ Văn Tiến, người cùng thị trấn Tân Uyên, đang ăn trộm 1,3 triệu đồng tại cơ sở hoa tươi này. Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận từ giữa tháng 1 năm 2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, đối tượng đã 10 lần lợi dụng đêm tối, rạng sáng khi chủ cửa hàng ngủ say đột nhập vào quán trộm tài sản. Tổng số tiền Tiến trộm được trên 17 triệu đồng, trong đó lần ít nhất 1 triệu, lần nhiều nhất là 7 triệu đồng. Cụ thể, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1, tại khối Quỳ Chính, thị trấn Nam Đàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Nam Đàn phá chuyên án bắt quả tàng đối tượng Đinh Văn Tín về hành vi mua bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Tang vật thu giữ gồm 10 cá thể khỉ, 2 cá thể bèo đốm, 1 cá thể tê tê, tất cả đều đã chết, với tổng khối lượng 120 kg. Trong đó, có một số cá thể thuộc danh mục các loài nguy cấp quý hiếm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai điều tra mở rộng. Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đã thực hiện hành vi giết người vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, vườn quốc gia Vũ Quang. Sau khi gây án, để che giấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, gần 2 năm qua, Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn giật tại các lán trại bỏ hoang ở khu vực giáp biên giới Lào, nơi mà hầu hết người dân sống bằng nghề đi rừng cũng chưa bao giờ vào tới. Để đối phó với lực lượng chức năng truy đuổi, Sơn thường xuyên di chuyển, cài mìn xung quanh khu vực và sẵn sàng dùng súng để chống trả. Sau quá trình điều tra theo dõi, trưa 29 tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, thu giữ 25.600 viên hồng phiến, nhiều loại ma túy, súng và đạn. Theo cơ quan điều tra, từ khoảng đầu năm 2023, một ổ nhóm gồm 7 đối tượng sinh từ năm 2003 đến 2006, tất cả cùng trú ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, lên mạng tìm hiểu cách chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi toàn quốc. Sau đó đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản Facebook chiếm được để nhắn tin hỏi mượn tiền nhằm chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu cho việc nhận tiền lừa đảo từ các bị hại. Tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng. Đáng nói, nhóm đối tượng này không được học hành bài bản về công nghệ thông tin, nhưng đã tự tìm hiểu, chia sẻ, chỉ dạy cách thức thực hiện hành vi phạm tội cho nhau. Bước đầu manh nhà hình thành ổ nhóm đối tượng phạm tội công nghệ cao gây mất an ninh trật tự. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đấu tranh mở rộng.